chẳng yêu ai đến phút cuối thì anh đã không muốn đâu vì một mắt em. Người ơi em biết không, nếu như anh là người vô tâm thì anh sẽ không cần bận tâm. Em cứ bước, em cứ đi, em cứ đến bên người ta. Nếu đã xem anh là một trò chơi thì ta chẳng còn gì để...